Liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng khiến cho 2 người chết và 8 người bị thương xảy ra vào ngày 20 tháng 10 vừa qua tại Đắk Lắk. Gần một ngày sau khi gây tai nạn, tài xế Lưu Thị Thanh Tuyền đã đến trình diện cơ quan công an và thừa nhận là mình có ăn nhậu trước khi lái xe. Khai với cơ quan điều tra, Tuyền cho biết khoảng 13 giờ hôm gây tai nạn đã cùng 3 người bạn rủ nhau đi chơi nhân ngày Phụ nữ Việt Nam. Sau đó cả nhóm vào quán nhậu ăn uống đến khoảng 15 giờ 30 phút. Chiếc xe gây tai nạn là của một người bạn trong nhóm, do Tuyền mới nhận bằng lái. Người này để cô cầm lái về nhà, đến địa bàn chợ thị trấn Ea Drang để tránh chiếc xe máy chạy phía trước. Tuyền đã đạp phanh nhưng lại đập nhầm sang chân ga, khiến xe lao vút đi, gây ra vụ tai nạn. Liên quan đến vụ tai nạn này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, yêu cầu Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, đồng thời yêu cầu Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk tổ chức kiểm tra các cơ sở đào tạo lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện các quy định của Bộ Giao thông Vận tải về đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe.